Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì mình mới vừa đi tập gym về, mình phải quay liền cho anh em. Tại vì sợ quay trễ anh em qua mua xe. Hồi nãy mới có chiếc Ducati là chưa kịp quay là anh em mua luôn á, là không có xe cho anh em coi Tết, coi mua Tết. Đó, thì cái này là xe mấy anh em qua thay nhớt bảo trì nè. Đó, rồi đi vô đây mình sẽ có cái này hay lắm. Xe này là trước mình bán rồi nha, xe này là trước mình bán à. Rồi quay vô đây, này có cái để hay cho anh em coi. À, anh em nhìn anh em phân biệt được không? Con nào là con 250, con 150 á. Thì nói chung á là mấy xe này á dễ phân biệt lắm anh em. Mấy xe này nhìn 150 giống chơi xe là biết rồi. Nhìn vô biết con này là 150, con này là 250 rồi. Con này là 150, con này là 250 nha. Đùa anh em thôi, thì 250 thì sẽ hai mấy. Còn 150 á, 150 á là nó sẽ là một mấy. Để nghe điện thoại cái anh em. Alo. Rồi, thì con 150 thì dễ nhận biết đó anh em. Thì nhìn sơ qua nhìn giống đó anh em. Nhìn sơ qua thì giống đó. Xe này là mình bán hết rồi nha anh em. Cái này là mấy anh em qua bảo trì thay nhớt. Thì con 250 á, nó là 250, còn 150 là 150. Nó dở thôi. Con 150 anh em á là nó vẫn là Sport City ha. Ghi đông nó nhô cao hơn, đi lại trong thành phố nó thoải mái hơn. Nhìn kỹ là hai xe em quay ra, hai bình xăng là nó khác liền. Con này sẽ góc cạnh và to hơn. À, còn con này nó sẽ bè bè ra, cái đuôi cũng khác, mọi thứ đều khác. Em quay cho anh em coi, con này hốc gió đẹp hơn, bô cũng vậy. Bô này nó sử dụng lại bô của đời cũ nha anh em, máy là cũng máy đời cũ luôn. Còn bô con này nhìn là đặt chân biết liền, hai ống xả rất là đẹp. Mấy chế độ lái, đồng hồ cũng đẹp hơn nhiều đó. Đồng hồ nhìn sơ qua biết liền thôi à anh em à, không có gì đâu mà khó biết. Thì con này mình đang thay nhớt và thay lọc. Anh em thấy không? Đang thay nhớt và thay lọc mới cho anh em đi chơi Tết. Rồi, con này là cũng trước góc mình bán nè. Rồi ok, đó, quay cho anh em xem hai con. Đó, nhìn na ná như nhau ha. 150 với 250 na ná giống nhau. Có cơ hội là để cho anh em coi đó. Rồi, bây giờ vô xe mình bán nào, quay vô. Ở đây mình có một em 250 CBR 250. Thì order con này là 18.000. Hai chìa khóa Vinh đầy đủ, xe biển số thành phố. Thì 18.000 thì phải làm những gì? Thì bố thắng này nọ thay hết rồi, lọc nước mát rồi, đã thay hết rồi ha. Con này anh em mua giờ chỉ chạy thôi. Đó, vỏ nè anh em quay nè, vỏ này là vỏ mới luôn nha, chưa lăn bánh luôn, thay xong để đây luôn anh em, chưa chạy nha anh em, thay xong để đây luôn nè. Anh nhìn biết rồi ha, vỏ trước nè. Đó, rồi hai chìa khóa đầy đủ nha anh em, một chìa mình cất rồi nha. Xe thì có chống đổ nè anh em. Đó, rồi bô độ nè anh em. Đó, biển số đúc gầm nè. Đó, rồi vỏ sau nè, em quay vỏ sau. Vỏ này hình như là để coi thông số coi. Đó, vỏ sau nhìn to, chưa lăn bánh nha anh em nha. Đó, rồi sao ta, để mình cho anh em nghe tiếng bộ độ ha. Rồi quay phía trước nè em. Rất là hay, bô con này rất là hay. Rất là hay, con này mua giờ chỉ chạy thôi. Nếu lại xe màu đỏ mà chơi Tết thôi, chứ đi tới nhà nào là may mắn nhà đó luôn anh em. May mắn ù về luôn. Nhìn nó như con lăn sư rồng vậy anh em ha. À, con này thì mình có đăng clip rồi. Ninja 650 2021. Odo 500 cây, 400 mấy chục cây thôi. Còn chính hãng còn thay nhớt luôn. 650 thì phanh đĩa đôi đẹp đó anh em. Cái này là chưa rô đai luôn, ai mua về là lời mấy chục triệu luôn anh em. Rồi. Con này rất là đẹp ha, ốc titan rồi nè. Đó, cho anh em coi. Ốc titan là ba chế độ lái. Rồi, mình còn thêm một em 250 nữa. Đây. À, giá bán em này quên nói, em này là 111 triệu anh em ha. Hoàn hảo nhất có thể luôn. Xe hoàn hảo luôn, giờ chỉ chạy thôi, 111 triệu, đồ chơi đầy đủ. Mới tin. Rồi, tiếp theo em này. Em này cũng đồng giá luôn, 111 triệu nhưng mà em này biển 77 nha, một chủ từ đầu nha. Xe nào là cũng một chủ đập thùng nha anh em nha. Thì con này á thì Odo chỉ có 12.000 cây thôi. À, có lên đèn LED tune nè ha. Rồi, sạc điện thoại nè ha. Anh em nhìn nè, sạc điện thoại rồi. Công tắc đèn LED tune nè.
điện thoại nè. Con này thì bôi zin ha. Đó, xe này biển 77 ha, một chủ đập thùng từ đầu luôn ha. Và hai chìa khóa zin đầy đủ luôn ha, mới tin nè anh em nè. Nói chung mọi thứ đều mới hết á, mới tin nè, 12.000 thì còn mới lắm. Đó, để máy cho anh em nghe tiếng bôi zin. Anh em ký mua bán hay ủy quyền rút hồ sơ gì đều được ha. Bên mình có hỗ trợ quay đầu cho anh em lên phân khối lớn ha. Đó rồi tiếp theo một cái em. Đây em quay ngang cho anh em coi tổng thể con xe. Hầu như con xe ít rất là chày anh em. Mặc dù xe cũ nhưng mà chày rất là ít luôn. Có thể là soi mới thấy được mấy vết xước xước nhỏ nhỏ thôi. Xe rất là đẹp. Mọi thứ rất là đẹp. Anh em thấy không? Chủ đi rất là kỹ, rất là đẹp. Hoàn hảo nha anh em nha. Máy đương nhiên máy phải zin là mình mới mua nha. Xe lướt là máy phải zin. Rồi rebel 300. Rebel 300 lướt 7.500 cây, 85 triệu anh em, biển số thành phố Nha Trang. À, anh em muốn rút hồ sơ hay ký ủy quyền gì đều được ha anh em ha. Xe này thì bao mới rồi. Rồi bây giờ cái phần đặc biệt là em này nè, rẻ, đẹp, bền, tiết kiệm. Em này là KTM RC 250 ABS 250 mà giá biết bao nhiêu anh em? Giá chỉ có 69 triệu 500 ngàn đồng. 69 triệu 500 ngàn là có một con 250 phân khối ABS mà giá đó chỉ chưa mua được R15 mới nha anh em. R15 mới bây giờ 70 mấy triệu, gần 80. À, thì con này có bộ độ nha anh em nha. Order con này là 13 ngàn nè anh em nè. Để đề máy cho anh em nghe luôn nè, quay nè. Con này là 13 ngàn ha. Tiết kiệm nhiên liệu lắm nha. Đây 13.000 quay nè. 13.000 ở đây không thấy hả? Bấm nè. Thì anh em qua đây, qua coi xe rồi mình cho anh em coi. Rồi. Nè, dàn coi anh em coi nè. Nó có đèn không nè em? Đấy, quay tầm chậm vô. Thấy chưa? Công tắc là có đèn hết nè, nè nút còi có đèn nè. Ha. Đó, đèn hết luôn, rất là xịn sò ha. Rồi đó, bộ tem chùm rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo, sổ bảo hành chính hãng rất là nhiều. Xe này 2018 đó. Rồi sổ bảo hành một đống luôn nè anh em, thấy chưa? Chìa khóa nè, kẹt nè, mà nhiều lắm anh em nè, thấy không? Chìa khóa zin nè. À, chủ rất là kỹ ha, nhìn là biết rồi. Rồi bây giờ mình đóng sổ lại ha, anh em mà muốn tham khảo thì qua coi xe là tham khảo ha. Rồi bô độ bây giờ cho anh em có bô độ các. Rất là lực. Chưa, cây bô AKR1. Để mình ngồi thử cho anh em xem. 250 mà giá mình bán thôi nha, chứ hình như hãng bán con 250 lại nhiêu ta? 170 con này á hả? Ghê vậy. RC 250 nè. Hình như anh nhớ 140 hay 130 gì đó. RC 250 nè, đó. Mét 7 ngồi rất là thoải mái anh em ha. Con này đi bao ngầu luôn. Nó là kiểu cái gương đó là anh em, giống như phi thuyền vậy đó. Đó, kia nó giống phi thuyền vậy đó, chạy rất là sướng. Nó hỗn quá nha anh em. Ga nó hỗn lắm á, nó hỗn cực kỳ hỗn luôn. Con này mới thùng sport nè. Con này 250 thùng sport nè. Ngồi lên là cái là nhức nách liền. Rồi cái yên của nó giới thiệu cho anh em. Cái yên của nó nhìn anh em tưởng yên solo nhưng mà nó là nệm đó anh em. Nệm nha anh em, nệm nha. Xe đương nhiên máy zin rồi. R15 bữa mình quay lấy Long An 2.000 cây nè. Bao mới luôn nè. Một nhân vật đặc biệt ngày hôm nay nữa đó là một em MT03 mà chủ bao kỹ luôn anh em. Trước khi bán xe là đây, những thứ mà chủ đã bảo trì cho anh em.
thì em quay chiếc xe đi. Anh đọc cho anh em nè. Chủ đã bảo trì nè. Chủ gửi qua cho mình ha. Đây. Có nghĩa là đây. Ghi đông nè anh em. Ghi đông Accord Sato 1.150.000 tiền công tính riêng. Sinyan 350.000 tiền công tính riêng. Long đền 60k, cục chớp 25k tiền công 50, nhớt mới thay luôn 600.000, lọc nhớt mới thay luôn 350, nước mát mới thay luôn 320k tiền công tính riêng. Bố thắng trước mới thay bố thắng xịn nhất là 750k, dĩa thắng sau 700k, dầu thắng 240k công tính riêng. Công mắc lắm anh em à, mình không đọc đâu. Lọc gió KN nó nghĩ thay lọc gió rồi, 1.200.000. Chống đổ khung. Chống đổ khung là cái này nè anh em. Là 1.800.000. Baga Givi là 1.000.000 nữa. Đó anh em thấy chưa? Rất là xịn sò. Xe nhớt nhau cái gì mọi thứ đều đầy đủ. Cái này mình đọc ra anh em biết. Rồi xe này thay bình mới luôn. Hai chìa khóa zin đầy đủ. Mà odo 12.000. Chủ bảo trì toàn bộ luôn. Xe này giờ anh muốn mua về chỉ có chạy đi chơi thôi, chứ không có làm gì nữa, đảm bảo anh em. Rất là mới luôn. Odo chuẩn 12.000, biển số Đồng Nai. Đó anh em, con xe này mình bán đúng giá luôn, 79.500.000. 79.500.000 cho một chiếc xe cực kỳ hoàn hảo, ABS 2 kênh. Giá sập sàn cho anh em chơi Tết luôn anh em. Bằng cái con MT của em mua mới chứ nhiêu, đúng không? Rất là đã luôn. Xe mình nói, mình thấy chủ rất là cưng xe luôn á. Rất là êm, rất là sướng luôn. Con này chủ rất là cưng luôn á. Này đi chơi Tết rồi ok luôn. Này là bao quay đầu luôn. Con này phải bao quay đầu cho anh em luôn. Bảo trì toàn bộ tốn biết bao nhiêu tiền của chủ xe rồi. Có nghĩa là bảo trì xong là đem qua mình luôn nha. Mến mình mới đem qua mình bán á. Cái này mình nói thiệt luôn. Bảo trì xong mới đem qua mình chứ không phải là bảo trì mấy bữa đâu. Mới xong luôn là chạy qua luôn. Thì bây giờ mình về mình chỉ vệ sinh sạch sẽ rồi mình lau vỏ này nọ cho đẹp. Anh em qua coi rồi cho nó vip vip thôi. Anh em thấy xịn sò không? Con này là Tết đi là bao ngon luôn. Quá rẻ luôn á. Cực kỳ rẻ luôn. Xe này không mua thì mua xe nào? Rồi ok anh em, đó là những con xe mình còn lại để anh em chơi Tết. Còn bên đúp anh nào muốn mua bán luôn, muốn mua bán luôn miễn phí. Bán con xe miễn phí. Rồi thì chúc anh em mau chóng chạy qua đây để có con xe tậu về để mình ăn Tết nha anh em. Tết mà có xe mô tô đi rồi nó mới vui vui hay hay. Đi dạo phố rồi mình đi qua mấy cái gì đó, vườn hoa, chợ hoa đồ á, mình dạo. Mấy bà bán hoa, mấy bà bán cá đang ngồi ở mình nè, cái ẻn cái đó nghiệm nó vui. Rồi chúc anh em mà một ngày làm việc vui vẻ. Chúc anh em năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Ước gì được đó. Ước có con gợi đẹp là có gợi đẹp, ước có xe mô tô khủng là có mô tô khủng. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em đừng quên nhớ bấm chuông và đăng ký kênh Minh Biker để những con xe mới nhất này mình sẽ đăng lên. Và những xe hình ảnh xe mình sẽ đăng vào cái bay. Anh em vào Facebook anh em gõ Minh Biker là sẽ ra cái bay nha. Và hình ảnh xe mình đăng trong đó. Còn kênh YouTube là mình chỉ đăng những clip xe thôi. Đó, rồi anh em nào hình như mình báo giá hết rồi, đâu có thiếu con xe nào đúng không anh em. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip.